xin chào các đồng chí anh chị các bạn thân mến, vừa lại mình từ miền quê hương đất nước Việt Nam thân yêu. Hôm nay là mình sẽ chia sẻ với anh chị các bạn về một cái đề tài gọi là du học sinh và những người lao động, gọi là xuất khẩu lao động. Tại vì tôi theo dõi trên mạng, xem tin tức ở một số các diễn đàn, thấy một số anh chị các bạn đăng lên những cái đề tài gọi là tại sao những một số du học sinh và người lao động đi ra nước ngoài, lao động rồi quay qua xuyên tạc chống phá, nói xấu Việt Nam, nói xấu quê hương tổ quốc mà nơi mà họ đã sinh ra và lớn lên, nơi họ đã được giáo dục. Tôi nói với anh chị các bạn, hiện nay thì cái về vấn đề mà không gian mạng thì nó cực kỳ phức tạp, và những cái thành phần mà du học sinh và lao động họ đi ra nước ngoài, họ có những cái tư duy gọi là xính ngoại, xuyên tạc chống phá đất nước. Tôi nói theo cái sự hiểu biết của tôi mà tham gia trên mạng mấy chục năm nữa, thì tôi nói chỉ có bạn đó là những thành phần mà gọi là chống cộng, chính trị nửa mùa để đặng nó kiếm cái vé nó ở lại cái nước sở tại. Nhiều cái tụi mà chống cộng ở hải ngoại nó cũng sử dụng cái du học sinh hay những cái thành phần chống cộng, những thành phần mà đi lao động, anh chị các bạn, nó rỉ tai những cái thành phần mà bất mãn chế độ, mà những học sinh mà du học mà nó không có gọi là ưu tú về những cái chuyên ngành đó, thì các bạn biết nó rỉ tai là chống cộng đó, để đặng mà chứng minh cho cái quốc gia sở tại mà nó đang ở, để đặng nó bị nhà nước Việt Nam gọi là khủng bố nó, tinh thần nó, để nó tị nạn chính trị. Đây là một cái chiêu trò nó đã có mấy chục năm nay rồi. Tại vì tôi nói chị các bạn, tôi đi ra hải ngoại rồi, tôi biết hồi mà tôi tham gia ở Pao Talk và Facebook rồi chưa có đó, rồi Yahoo rồi đó, nhiều những cái thành phần mà ngày xưa nó đi lao động ở bên những cái quốc gia xã hội chủ nghĩa ở bên Đông Âu á, các bạn biết như Đức đồ, Tiệp đồ rất là nhiều. Khi mà cái khối cộng sản bên đó tan rã rồi, những cái thành phần này họ quay lưng lại với đất nước. Các bạn biết những thành phần lao động này họ quay lưng lại đất nước để đặng họ tìm cách họ ở lại. Tại vì họ phải chứng minh cái quốc gia mà họ đang du học hay họ đang lao động đó là họ tị nạn chính trị. Họ phải tìm đủ mọi cách, cho nên họ lên mạng, họ chống phá, họ xuyên tạc, họ tiếp tay với cái tụi chống cộng ở hải ngoại, tụi chống cộng ở hải ngoại rỉ tai cho nó, dụ nó, mày chống cộng sản thế nào, lên án. Tại vì nó biết những thành phần này, những người dân trong nước họ mới đi lên nước ngoài họ còn mù lò, cho nên du học sinh cũng vậy, những cái thành phần du học sinh yếu kém, các bạn thấy nó luôn luôn có những cái tư duy như vậy. Còn những du học sinh mà thực sự mà ưu tú đó, tụi nó rất là giỏi, nó qua nó học nó thành đạt, nó đậu ở những cái bằng cấp rất là cao. Các bạn biết là những cái quốc gia sở tại họ nhận lại làm việc, họ nhận làm việc thì nó có cơ hội nó ở lại. Tại vì có nhiều những người họ không hiểu cái chữ tiếng Việt của mình, nói là du học sinh là đi là phải về, cái phong trào du học sinh trong tiếng Anh nó gọi là student exchange. Nó nếu mà các bạn hiểu theo cái nghĩa của nó thì nó không có gọi là phải là du, nó không có nghĩa là phải là du học sinh, tại vì tiếng Việt của mình dịch ra cho nó thông thái một chút thôi. Nó là những cái học sinh mà họ có cái cơ hội họ đi ra nước ngoài để đặng họ trao đổi cái văn hóa, mà cái chương trình student exchange mà Việt Nam mình gọi là du học sinh đó, nó khởi xướng từ nước Nhật, và những cái quốc gia sau này họ mới thấy như vậy, họ mới bắt chước thằng Nhật rồi, và họ đi theo cái đường hướng đó. Tại vì rất là hay, họ tạo ra những cái cơ hội cho những cái giới trẻ nó tìm hiểu về cái văn hóa, về các bạn biết về cái văn hóa của quốc gia sở tại, và nó có cái cơ hội nó tìm hiểu lẫn nhau. Và những cái quốc gia sở tại họ cũng có cái cơ hội họ cho những cái giới trẻ của họ qua những cái quốc gia như Việt Nam để rằng mà họ trao đổi văn hóa, về sự học vấn, hiểu biết, về ngôn ngữ, về culture, và về
nhiều mặt lắm các bạn biết. Mà tụi chống cộng lúc nào nói ô du học sinh là có đứa nào muốn về, thật sự về hay ở đó là cái lợi ích cá nhân của từng mỗi người nữa. Nếu mà cái quốc gia sở tại họ họ nhận trả họ với đồng lương khá cao thì họ ở lại. Có nhiều đứa nó từ chối đồng lương khá cao đó, thà nó trở về với quê hương dân tộc. Thường thường những cái đứa này các bạn biết gia đình nó khá giả, gia đình nó khá giả, tội gì tao phải qua bên xứ trời Tây hay là xứ Bắc Mỹ này mới có thể mà qua đó đi học và có thể sống sung sướng được. Thực sự nó làm việc nó cực khổ, nó làm việc nó bị sức ép như trâu bò vậy, các bạn thấy không? Đấy, bù lại thì được những cái vật chất thôi, nhưng mà về tinh thần thì sao, rất là sức ép rất là cao. Cho nên những cái đứa mà gia đình mà có của ăn có dư có thừa có để, các bạn để ý đi, tụi nó cũng tìm cách trở về với quê hương sống, về có được cái bằng cấp, về có được cái chuyên môn, có sự hiểu biết, nó trở về tại vì nó có tinh thần dân tộc. Những cái đứa đó nó am hiểu về lịch sử Việt Nam, nó am hiểu về tinh thần yêu quê hương tổ quốc như thế nào, nó được giáo dục một cách bài bản. Dù nó ra đi nhưng những cái thứ mà bơ thừa sữa cặn sữa người không có thể dụ dỗ nó được, mà nó quay trở về với quê hương. Còn những cái thành phần tôi nói với các bạn hiện nay mà gọi là du học sinh, như cái em mà gọi là đường lên đỉnh Olympic đó, Olympic các bạn thấy em này bắt đầu có cái mưu đồ, tại vì chỉ bên thằng ngành thể dục thể thao thôi, cái đó đi ra nước ngoài thì chỉ có chết đói. Mà các bạn nghĩ đi, ở lại nước ngoài về cái ngành thể dục, môn thể dục thể thao thì hấp cháo, tôi nói thật mà nói. Tại vì người ta thấy nó có cái sự gọi là phấn đấu, người ta cho nó đi du học để đặng mà nó phát huy cái sự hiểu biết. Nhưng mà bây giờ nó muốn ở lại cái quốc gia sở tại thì nó phải tìm cách, nó xuyên tạc, nó chống phá Việt Nam để đặng làm sao khi đó thì nó sẽ thấy nó bị cộng đồng người Việt hay là người dân trong nước hay là cơ quan nhà nước mà nhúng tay vô nữa, là cái cơ hội ngàn thu một thở của nó để nó gì, nó xin cái quốc gia sở tại, nó xin với cái bộ gọi là bộ di trú của Mỹ hay là quốc gia sở tại mà nó ở đó, là nó xin ở lại để nó tị nạn, gọi là tị nạn chính trị. Các bạn thấy những cái thành phần bá dơ rồi nó hay như vậy, những thành phần lao động đủ vậy, mấy thành phần đó tại vì con người của tụi nó đã thấp kém rồi thì các bạn sẽ nhìn thấy những cái phần tử mà gọi là du học sinh hay mà đi lao động mà xuyên tạc chống phá đất nước, bản chất tụi nó đã thấp kém rồi thì nó đi ra ngoài nước ngoài rồi những cái nhóm tổ chức chống cộng ở ngoài tụi nó chụp lấy cái cơ hội. Các bạn biết nó chụp lấy cái cơ hội để đặng mà nó rỉ tai mấy đứa này, ôi tụi bay chống cộng, chống nhà nước Việt Nam thế này thế nọ, nó rỉ tai vô rồi nó xuyên tạc rồi nó cho tiền. Ôi mà hỏi chứ bây giờ đi qua nước người ta lao động bù đầu bù cổ mới có được vài trăm đô, mà bây giờ nó cho 500 đô đi là thấy cũng quá đã, tự nhiên tiền trên trời rớt xuống à, chỉ mỗi cái miệng thôi, chỉ là mà chửi càng hăng thì lại càng có nhiều tiền, chống càng bạo thì lại càng nhiều tiền được tung hô nữa, quá đã. Mấy thằng du học sinh mà loại mà bá dơ rồi, các bạn thấy không? Tôi chửi cái đám du học sinh bá dơ mà đi ra nước ngoài và bắt đầu trở mặt với quê hương với dân tộc, toàn là cái lũ bá dơ. Tôi nói chị mà một cái người mà du học sinh trí thức hiểu biết về lịch sử dân tộc quê hương đất nước, giá trị của tình người mà quê hương tổ quốc con người, không bao giờ nó quay đầu với tổ quốc. Tôi nói bảo đảm với anh chị các bạn, tôi chứng minh cho các bạn thấy luôn. Các bạn thấy khi Bác Hồ đi tìm đường cứu nước, Bác qua Pháp, Bác đi đây đi đó, những nhân tài, những trí thức như giáo sư Trần Đại Nghĩa, các bạn thấy không, người ta với lương bổng cao ngất trời ở thời đó mà giáo sư Trần Đại Nghĩa bỏ hết để theo Bác trở về với quê hương phụng sự tổ quốc. Các bạn thấy không, những người trí thức thực sự và người ta có lòng tự tôn dân tộc, lòng niềm tự hào dân tộc, và họ hiểu được giá trị lịch sử của dân tộc Việt Nam, họ ra đi dù bất cứ hoàn cảnh nào chăng nữa, họ luôn luôn hướng về với tổ quốc, hướng về với quê hương, với dân tộc,
và cùng luôn luôn đồng hành với tổ quốc và dân tộc để xây dựng quê hương đất nước ngày càng một tốt đẹp hơn. Bởi vì họ biết rằng một thể chế tốt thì chính bản thân người dân phải là những người có ý thức và có sự hiểu biết để xây dựng một cơ chế ngày càng tốt đẹp hơn. Các bạn nhìn thấy cái thời kỳ chủ nghĩa tư bản, nó đã bây giờ nó đã đi vào cái sự suy thoái của nó, bởi vì nó đã bịp bợm nhân loại quá hàng mấy chục năm nay. Nó đã dùng sức mạnh đồng tiền của nó mua chuộc chính trị, nó bảo kê tội phạm, tội ác, chiến tranh đủ mọi kiểu mọi cách. Bây giờ cái cuộc chiến Nga và Ukraine nó đã lột trần bộ mặt thật của cái chủ nghĩa tư bản. Các bạn nhìn thấy xã hội Mỹ, cái những cái cuộc bầu cử vừa qua nó cũng là lộ rõ bản chất của cái sự mà tàn độc và bỉ ổi vô liêm sỉ của cái chủ nghĩa tư bản. Các bạn thấy những cái thành phần du học sinh mà anh chị em các bạn thấy ở trên không gian mạng, qua những cái truyền thông mà tụi nó quay lưng với tổ quốc dân tộc, tôi nói những thành phần đó là thành phần bá dơ. Nó có qua được xứ người ta đi, tôi nói chị các bạn, nó có chống cộng pha xuyên tạc đất nước để mà nó được cái vé mà nó ở lại xứ người ta đi đó, thì nó cũng là một cái loại dân mỏi rợ, cái dân mà cu ly lao nô bần cùng ở một cái xã hội mà nó đang mơ ước tới thôi. Các bạn nhìn thấy rất rất là nhiều người, các bạn nhìn từ cái thằng Nguyễn Văn Đài, rồi cái thằng Trương Quốc Huy, cả một cái sự nghiệp tương lai, hỏi nó có cái gì, chỉ có cái miệng ra rã ngồi đó xuyên tạc chống phá Việt Nam để kiếm cơm thôi. Các bạn thấy, mà trong khi đó đất nước Việt Nam đang phát triển và thay đổi từng ngày và từng giờ. Còn mấy cái thành phần như thằng Trương Quốc Huy, con nhỏ Nguyễn Ngọc Dư Bình, bây giờ qua Mỹ rồi mới thấy là đắng cay. Các bạn thấy con nhỏ này nó còn có chút lương tâm. Các bạn nói ngày xưa tại vì nó không hiểu, nó bị tụi chống cộng giật dây nữa. Ở trong nước nó chống, nó xuyên tạc là Formosa, chất thật độc, chất thải thế này thế nọ. Khi mà nó qua được Mỹ rồi, nó nói bây giờ ước gì mà nó được sống trở lại trên cái quê hương Việt Nam. Các bạn thấy không? Nó qua nó được tăng bốc, ôi nước Mỹ sao mà vĩ đại thế. Nhưng mà khi đến rồi thì sự vĩ đại đó nó chỉ là một cái ảo tưởng thôi. Các bạn thấy ở Mỹ những cái thành phố lớn uy nga tráng lệ, dưới đó là gì? Đời sống biết bao nhiêu người dân Mỹ cơ cực, hàng trăm triệu người, khoảng hơn 500 triệu người dân Mỹ hiện nay sống vô gia cư, nghèo khổ, đói rách, không nơi nương tựa. Ngay trong đó cũng có những người Việt, các bạn thấy sống trong hang, trong rừng, trong rú. Đấy, rồi bây giờ những trận lũ lụt ở bên Mỹ nó mới xảy ra càn quét ở vùng phía West, là phía Tây nước Mỹ. Các bạn thấy nó tàn phá, lũ lụt, chết người, nhà cửa đổ sụp. Các bạn nghĩ rằng có nhiều thằng chống cộng lên mạng vô diễn đàn, tôi nói ô lo gì, có chính phủ lo. Tôi nói các bạn biết chính phủ nào lo? Tiền nó đâu ra? Tiền thuế của dân, nó phải tăng thuế của dân, nó phải vay mượn đầu này. Phải thằng Mỹ mà nó có của dư của thừa của để như ngày xưa sau đệ nhị thế chiến, nó bán vũ khí, nó thâu tóm những cái quốc gia quyền lợi của nó có được tiền bạc dư thừa thì nói gì. Đằng này tiền vai bạc hỏi đè nặng trên vai những cái thế hệ mà lao động phổ thông. Các bạn biết mỗi một lần thiên tai bên Mỹ như vậy đó, nó đè nặng trên gánh nặng của người dân, bảo hiểm tăng. Các bạn tưởng đâu là mỗi lần Mỹ thiên tai là những cái người mất nhà mất cửa là sẽ được đền bù thế này thế nọ. Bảo hiểm nó bán, nhưng mà khi mà nó thất thu đó, nó sẽ tăng bảo hiểm. Đó là lý do tại sao những người có nhà có cửa có xe có cộ là cái tuổi bảo hiểm ở bên Mỹ lúc nào cũng vậy, nó chẳng có mất cái gì cả, tiền của nó cứ lúc nào vô túi chứ không có ra được. Các bạn có nghe bao giờ tụi bảo hiểm Mỹ nó phá sản chưa? No, never ever, là không bao giờ có chuyện đó, ngoại trừ nó tham nhũng công ty nào đó mà hiếm lắm,
hiếm mà các bạn nghe nói công ty bảo hiểm Mỹ phá sản nổ. Người mà mua bảo hiểm xe, xe mà hai chiều mà tông á là nó tăng bảo hiểm, nó tăng để đặng nó lấy lại, nó không bao giờ mất, nó lại thêm nữa đấy, nó lại lấy thêm nữa, khủng khiếp lắm. Cho nên những cái thành phần mà du học sinh nó cứ nhìn nước Mỹ, các bạn, tại vì cái tụi mà những cái tổ chức chống cộng rỉ tai vô nó, ôi ở Mỹ tự do sướng. Như có cái thằng mà chém chồng chém cộng, nó lấy cái nick cho chém cộng, các bạn thấy nó trong diễn đàn của tôi, mỗi lần tôi chia sẻ nó vô, nó cay cú, nó bám theo tôi xíu riết. Thằng này nó là Việt kiều Pháp, lúc trước nó vô nó nói là nó là dân Việt Nam ở trong nước, cho nên nó ra rã trên mấy cái diễn đàn chống cộng là nó là người Việt trong nước. Tôi nói tổ cha mày với mày mà người Việt trong nước, mày gạt ai, gạt chứ mày gạt tao hơi bị khó à con. Nó là Việt kiều Pháp. Các bạn, nó cài cú nó theo tôi, tất cả những cái trang nào mà tôi chia sẻ nó vô là nó chửi. Các bạn biết cái thằng mấy cái thằng này nó ngồi nó mơ tưởng, tại sao nó qua xứ người ta, nó ăn phúc lợi, nó hưởng phúc lợi xã hội, nó lười lao động rồi nó nghĩ là nó là sung sướng rồi. Các bạn thấy không, có nhiều thằng cái người mà cái tụi chống cộng vậy, đại đa số những thành phần chống cộng, những thành phần gọi là chống cộng mòn, chống cộng để kiếm ăn, lười lao động. Về vấn đề mà tay nghề chuyên môn, trình độ kiến thức của tụi nó có không? No. Các bạn nhìn làm sao mà nó học nổi. Tôi nói anh chị anh các bạn, một bước vào con đường mà học vấn công danh sự nghiệp của tôi nói ở Mỹ thôi đó, đâu phải giỡn đâu. Các bạn, nhiều người nghĩ qua Mỹ là cho con đi qua du học bên Mỹ là đứa này sẽ ra ông này bà nọ bà kia rồi nó vẫn chơi hoài. Bà ơi, tôi ở Mỹ có nhiều đứa cha mẹ nó nha, tôi đối diện sự thật, qua nó nói tiếng Việt cà bập mẹ, nó đẻ bên Mỹ luôn, nó đẻ ra bên Mỹ thế hệ gọi là thế hệ thứ ba luôn á. Của tôi tính xuống nha, tôi là thế hệ một, gì là thế hệ bạn của tôi, rồi nó là thế hệ con luôn á. Giờ này lưu linh lưu địa, không nghề không ngập, học hành hết lớp 12 là mừng, ba má nó mừng té mừng, coi như là thứ điều mà mở tiệc mà ăn mừng á. Có đứa nào, nhiều đứa đó, nó học không nổi. Các bạn đâu phải giỡn đâu, các bạn đâu phải nghĩ rằng ngay cả tụi nó nói tiếng Mỹ gì gió, nó nói tiếng Mỹ các bạn, nó nói tiếng Việt các bạn cà lê gì đó, nói mà khi mình ngồi mình cười gấp, tại vì nó không hiểu á. Nó nói một cách rất là trơ trẽn, tại vì nó đâu có hiểu. Nó là thế hệ là gọi là gốc đẻ Mỹ rồi, nó sanh ra là nó là người Mỹ rồi, các bạn thấy đó. Mà nhiều đứa nó còn lưu linh lưu địa, gặp mấy lại mấy bạn của nhiều đứa hỏi con mày sao vậy, thôi giờ nó cũng lình xình nghề ngỗng, công ăn việc làm cũng không có, về cái ba ơi má ơi giúp con cái này giúp con cái kia, chứ không có giỡn đâu. Nhiều thằng, tại mấy thằng chống cộng nói du học sinh, trời ơi, hiện nay cái người Việt của mình về vấn đề du học sinh, tôi nói chị ạ, cái đó là chảy máu chất xám, là gì, là ở trong nước mình không có cái sự cố vấn rõ ràng để cho những người Việt họ hiểu là gì, họ bỏ tiền cho con cái họ hàng tỷ đô, là tỷ hàng trăm ngàn đô, vài trăm ngàn đô cho con mình đầu tư đi ra nước ngoài, cuối cùng mất hết trơn, đổ sông đổ biển, trong khi đó ở tại quê hương mình không chịu đầu tư cho nó, để cho nó có một cái vốn liếng, để cho nó có một trình độ kiến thức, rồi sau này nó đi du học đâu có muộn màng, chứ đó nó chở nó có được cái tay nghề rồi, một cái sự học vấn chuẩn bậc rồi, đi ra nước ngoài nó lại càng giỏi, nó còn có nhiều cơ hội hơn nữa. Có nhiều người đẩy con mình đi qua nước ngoài để học từ phổ thông trở lên, tôi nói rất là uổng. Bỏ con bơ vơ xứ người, tôi thấy tiếc. Nhiều người trên mạng gặp nói chuyện với tôi nói những chuyến đi của tôi qua Mỹ, tôi gặp những đứa trẻ mà cha mẹ đem con qua đó bỏ học ở những phổ thông, không có người thân, rồi Mỹ, tụi Mỹ nó đứng ra nó bảo trợ là gì, nó chỉ bảo trợ là nó sẽ là người đỡ đầu, nhưng mà hàng mỗi một năm gì đó là phải trả cho nó 50.000 đô, tại tiền nó đỡ đầu, nó phải rồi nào là tiền học tiền này tiền nọ nữa. Trời ơi, tôi gặp đi mỗi lần đi qua lại Mỹ
là họ gửi con họ cho tôi, rồi nhiều cha mẹ đi, con đang học bên đó ở nhà trọ, rồi ở nhà gửi người này người kia nữa, có nhiều người không có người bảo trợ thì gửi người này bạn bè, cái bạn bè lúc vui thì nó cho ở, lúc buồn thì nó không cho ở, rồi phải chạy ngược qua Mỹ lại, à, chạy ngược qua Mỹ lại đi kiếm chỗ ở cho con. Chàng ơi, tôi nói chuyện các bạn rất là tiếc, uổng Việt Nam bây giờ mình cứ cho con mình học, học cho giỏi, à, tạo dựng cho nó một cái cơ nghiệp, à, rồi sau này nó muốn học tiếp nữa thì để nó học rồi, và nó có thể đi, mình có tiền mà nó có cơ nghiệp rồi thì nó ra nước ngoài nó sẽ tu nghiệp, à, cái tay nghề của nó và cái học vấn của nó được cao hơn và vững vàng hơn. Còn không khơi đẩy con mình đi ra nước ngoài. Lúc trước ở trong nước tôi cũng xem, các bạn biết có cái em mà tôi quên tên rồi, gọi là thằng Đồng gì đó, rất là giỏi, nói tiếng Anh như gió, qua nhỏ qua Việt Nam học, ôi xin lỗi, qua bên Mỹ học được mấy năm, từ phổ thông xong lên rồi nó bù đầu bù cổ, bây giờ nhỏ đâu còn cái bóng dáng thằng Đồng nữa đâu, cái sức ép và cái vấn đề mà đi bước vào thực tế học vấn của Mỹ, các bạn biết nó gian chân lắm, chứ không phải là tôi đi du học qua Mỹ là tôi sẽ trở thành ông này bà nọ. Chàng ơi, đếm đầu ngón tay nha, tôi nói các bạn biết nha, đếm đầu ngón tay ấy, chứ không phải là giỡn đâu. Tại nhiều người nghe nó du học cha tự hào ghê luôn, chứ không gì quá tự hào. Tôi nói gì chẳng gì tự hào cả, tự hào khi con mình dạy dỗ nó tại ở quê nhà, cho nó học hành nên người, có bằng cấp đại học chuyên môn rõ ràng, rồi bắt đầu xin đi du học nước ngoài, à, là nó sẽ trở thành ông này bà nọ và nó sẽ tiến thân ầm ầm ào ào luôn. Tôi nói với các bạn, trở về quê hương là công ty nước ngoài nó nhận mà nó lại nó ẩm nó bồng luôn, chứ nói gì ở bên Mỹ. Bao thấy những có những tiến sĩ hiện nay, có những tiến sĩ trẻ ở nước ngoài, người Việt của mình bắt đầu nó nhìn thấy về cái môi trường ở Việt Nam quá tốt để cho nó có cơ hội nó phục vụ quê hương. Các bạn thấy nó quay về, các bạn không có lên mạng xem, tại các bạn đánh đi những tiến sĩ mà du học mà thuộc hạng giỏi đó, nó trở về Việt Nam nhiều chứ không phải là ít, tại vì người ta là những người trí thức, người ta không có a chí a chó giống như cái đám mà du học sinh mà chính trị nửa mù đi ra ngoài kia, tao là du học sinh Việt Nam không nên về. Chàng ơi, tôi nói chuyện các bạn, một cái thằng mà lên Olympic, lên đỉnh Olympic gì đó, Olympic gì đó, các bạn thấy chàng ơi, lên mạng rồi bắt đầu chỉ có học, chỉ có học được ở cái môn thể dục thể thao thôi mà đã quay lưng với tổ quốc. Còn những thành phần mà đi lao động ở xứ người ta, mình thì đã là dân, gọi là nói thì xin lỗi các bạn, mình đã là dân lao động rồi mà mình còn bày đặt lên đó xuyên tạc chống phá đất nước, phải chi mà một người mà có trình độ kiến thức bằng cấp đâu ra đó thì cũng nói gì. Bằng này mình sang xứ người ta, ngôn ngữ văn hóa thì bất đồng, được cái mát du học, được nổi tiếng về vấn đề thể dục thể thao, bắt đầu quay lưng và xuyên tạc chống phá đất nước. Cuối cùng các bạn thấy những thành phần toàn là dơ, dài năm qua được Mỹ rồi, hỡi ơi cái đường đời, làm thì cu ly. Tại vì các bạn biết trình độ kiến thức ở bên Mỹ, tôi nói bên Mỹ rồi nha, các bạn ra trường rồi các bạn phải có người giới thiệu ở trong công ty đó, các bạn mới kiếm được chớp chứ phải được. Bây giờ buổi bây giờ nó cạnh tranh ghê hồn như vậy đó, rồi nào là phải đi gọi là phải có cái kinh nghiệm, học xong rồi phải đi trải nghiệm nữa, phải làm những công việc gọi là nặng nhọc, phải làm những công việc mà không đúng với nghề nữa, rồi để đặng mà những cái công ty mà người ta mới nhìn thấy mình là một cái người mà đã thành đạt về vấn đề chuyên môn lĩnh vực mà mình đã đeo đuổi học, nhưng mà mình bất cứ ngành nghề gì ra trường người ta cũng làm hết á, để người ta lấy được cái kinh nghiệm và người ta lấy được cái môi trường mà họ làm việc đó, và những công ty họ nhìn như vậy họ mới thấy cái người này chịu khó, họ nhận vào trong cái ngành nghề chuyên môn mà
mà sinh viên đó học á, thì họ thấy rằng cái sinh viên này lúc nào cũng biết phấn đấu và nỗ lực, trong bất cứ môi trường nào họ cũng có thể làm việc được. Tại vì cái chuyên môn học vấn của họ là để họ tự tin hơn, là cái foundation, là cái nền tảng trong cái con người khi mà họ trưởng thành. Những cái tụi mà manager, supervisor nó phỏng vấn một cái người mà sinh viên mới ra trường, nó hỏi hồi xưa có làm việc gì đâu không, có đi làm thêm ở đâu không, nó coi cái sơ yếu lý lịch. Các bạn biết, nó thấy cái sinh viên này hồi xưa vừa đi học mà vẫn đi làm quán phở, đi làm nhà hàng, đi làm cho những cái tiệm fast food Mỹ, McDonald's, Taco Bell, vân vân. Các bạn thấy, có thấy những cái sinh viên này chịu khó, chịu khổ làm việc để đặng mà phấn đấu vươn lên. Chứ đâu phải các bạn nghĩ rằng du học sinh giống như mấy cái tụi chống cộng hải ngoại hay một số người, tao là du học sinh, tao là số 1. Chàng đất ơi, dân mà người Việt mà nó đẻ ở bên Mỹ, nó nói tiếng Anh như gió, nó chẳng biết tiếng văn hóa tiếng Việt là cái gì luôn á, nó bị Mỹ đồng hóa 100% luôn á. Hỏi nó Việt Nam nó chẳng biết là cái gì luôn á. Nó đẻ mấy thế hệ thứ ba của tôi nè. Chàng ơi, mà nó còn kiếm công ăn việc làm đỏ con mắt. Gặp chú Lợi có việc nào giới thiệu cho con với. Tại vì đó tôi làm cho hãng lớn nè. Tôi có bạn bè trong đó, như hãng Honeywell rồi. Tôi nói để chú coi trong đó nó có open job. Chú nói với hỏi bạn chú coi, rồi con nộp vô. Rồi phải có người giới thiệu, rồi nộp cái resume là cái sơ yếu lý lịch đó vô, rồi mình mới làm việc và quán thân. Chứ không phải là du học sinh hay là ra được nước ngoài rồi bắt đầu chê ba Việt Nam rồi ta đây thế này thế nọ. Ba giờ còn là cái thành phần gọi là gì, thấp phu. Mình coi phim Tàu. Mình nhìn cái gánh gánh, mình cũng coi phim Tàu cũng hay lắm. Cái phim mà cái gì, Tam Quốc gì đó, Tam Quốc Chí gì đó, Tam Quốc Diễn Nghĩa gì đó. Nói chưa, nói anh chị với các bạn ở quê hương, nếu có cơ hội thì mình cứ vấn thân. Và nếu mà mình được cái dịp mai mình đi ra nước ngoài thì mình cũng giúp vấn thân, chứ đừng có quay lưng với tổ quốc rồi tìm đủ mọi cách thế này thế nọ để mà xin tị nạn chính trị rồi chửi bới lại quê hương. Hãy chừa một con đường mà về dân tộc quê hương, đất mẹ luôn vang tay chào đón mình. Tôi nói chuyện với bạn, nhiều người tới tuổi xế chiều rồi bắt đầu mới hối hận, lồm còm lóc cốc chống gậy đi về quê hương, mới gọi là ta về ta tắm ao ta, dù trong dù đục ao nhà vẫn hơn lúc mà còn tuổi thanh xuân á, rất là háo hắn, nhiệt tình ghê gớm lắm, gọi là kiểu là nhiệt tình nhưng mà sao cộng với ngu dốt thành ra bại hoại. Qua xứ người ta toàn là cu ly không. Các bạn thấy khoảng 5 triệu người Việt Nam hiện nay sống ở khắp năm châu ở hải ngoại, mà cái trình độ kiến thức đếm đầu ngón tay, tôi nói anh chị bà 5% cũng không có nữa, 3% cũng không có nữa. Vừa rồi tôi coi đại sứ quán Mỹ Việt Nam ở bên Mỹ mà thống kê chỉ có vỏn vẹn 200.000, có khoảng 100.000 trí thức à. Thì các bạn nghĩ đi, khoảng 100.000 trí thức kiều bào. Thì tôi nói hỡi ơi, lâu lâu dài ông vô được làm trong quân đội, mang được cấp tới cấp thiếu tướng, xong rồi lội, bị lội, mới vừa lên tới thiếu tướng là bị lội cho nghỉ hưu. Các bạn thấy không, tụi Mỹ, tụi nước ngoài vậy, nó tận dụng cái dân mà gọi là cái dân mà người Việt của mình đó, nó tận dụng một lúc nào thôi, có khi nào mà tận dụng tới bến tới gốc đâu. Tại mình cũng chỉ là một cái người dân thiểu số, trong tiếng Anh nó gọi là majority versus minority, mình cũng là một người thiểu số. Cái chính trị tư bản nó là vậy.
đại đa số thắng thắng tiểu số. Cái thế cái nước Mỹ là majority vẫn là cái đại đa số vẫn là người da trắng, thiểu số vẫn là dân những cái dân tộc và những sắc dân khác vẫn là thiểu số đối với tụi Mỹ, tụi chính quyền Mỹ. Các bạn thấy không, các bạn thấy nó cầm quyền nó đưa Mỹ đen lên, nó cũng phải có thằng trắng để đằng đứng phía sau làm phó, mày đang có chân. Các bạn thấy không, mày đang có chân mày làm cái gì chứ không phải giỡn đâu. Bây giờ thằng trắng nó đưa phó đen lên, cái con đen nó lên để gì, cho là chính trị nó thủ đoạn mà nó mua chuộc những cái sắc dân thiểu số mạnh như nhóm da đen hiện nay, để đặng mà nó mua chuộc cái nhóm này, nó làm hài lòng cái nhóm dân thiểu số da đen này để đặng mà nó trị đó, nó trị chứ nó làm sao mà qua nổi được cái nhóm dân Mỹ trắng. Đại đa số quốc hội Mỹ cũng là tụi cha trắng không, nó cầm quyền không, nó ngồi trên đầu trên cổ đó. Mà cái đám Mỹ vàng mà Việt kiều nổ, mà Việt kiều mà chống cộng Ngụy nô rồi sọc nô rồi lao nô rồi, các bạn tung hô bút trời lên, Mỹ nó cốc đầu như con chó vậy đi ra. Dạ vâng, yes sir, ai ai sir, ôi tôi yêu nước Mỹ lắm. Các bạn thấy không, dân bản xứ nó đập lên nó đập xuống, tới chừng mà có những cái biến cố mà vấn đề mà kỳ thị chủng tộc nó lộ rõ ra liền, mấy thằng da trà đen, mấy thằng dân mà bản xứ khác nó quay qua nó đập dân châu Á, là nó ghét cái thằng dân châu Á này, nó ngứa. Mà cái đám mà châu Á mà Việt Nam như mít á, chống cộng hải ngoại, nước Mỹ của tao, nước Mỹ của tao đã đạo Lê Minh, trục xuất Lê Minh. Thôi mình nói dài quá, mình tạm thôi. Sao đâu ta chà bấm chết chà bấm chạy đâu à? Úp chạy đâu à? Thôi mình tạm thời ngừng lái đây. Xin chào anh chị các bạn từ miền quê hương đất nước Việt Nam thân yêu nha. Bye 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 bye. Mấy người chống cộng nó cay lắm. Mỗi lần mà tôi thấy live stream mà chia sẻ gì, nói về cái nơi nó bản xứ mà nó đang sinh sống đó, nó cay chịu lắm. Nó cứ cái thằng này nó ở đâu ra vậy, cho địa chỉ đi. Chuyến hành trình, những cuộc du ngoạn của mình vẫn vui tươi trên mọi nẻo đường của quê hương đất nước. Mình bye chị em các bạn nha.